Xin chào toàn thể anh em đam mê âm thanh đã đến với shop Hát Kinh Ngập Audio. Thì shop có làm một video để muốn cho anh em biết về cái khởi nguồn cũng như là cái mà shop tìm đến. Đấy. Thì đầu tiên thì nó là cái khởi nguồn rồi. Thì cách đây khá là lâu, cũng rơi vào tầm độ vài năm rồi. Thì lúc đấy shop vẫn chỉ là một người đi chơi những cái bộ dàn âm thanh, gọi là sắm những cái bộ dàn để về mình chơi theo kiểu gia đình. Lúc đấy thì hoàn toàn mình chưa có chút kinh nghiệm nào, vẫn gọi là mù mờ lắm, chỉ chơi những cái loại dây, những cái loại mà bán ở cửa hàng như kiểu dây Trung Quốc thứ thôi. Lúc đấy cái định lý ở trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ bảo là cái dây mà vài chục nghìn đấy, mấy cả cái dây vài trăm, vài triệu, nó cũng chẳng khác gì nhau. Nó vẫn cho ra cái chất tiếng đấy, nó vẫn cho ra tiếng đấy. Lúc đấy mình vẫn còn đầu óc vẫn còn rất là mù mịt đấy, chưa biết được về cái độ sâu của cái trong cái làn audio đấy. Nhưng mà sau một thời gian dài, mình có một cơ duyên đấy, là đã làm trong một công ty về audio. Đấy, và mình được tiếp xúc qua rất nhiều các loại dàn âm thanh, loại dây loa, dây AV, rồi các loại loa đấy, các cái loại liên quan đến audio. Thì mình được gọi là tiếp xúc nhiều và cũng được chỉ bảo rất là nhiều. Thì mình có rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm đấy. Nếu mà để so với cả rất nhiều anh em trên cả nước thì thật sự là mình vẫn còn rất là yếu. Nhưng mà để mà nói, mình có thể là nhận biết được đấy, về các cái đồ chơi audio đấy, nó chính hãng hay là nó của tàu đấy. Thì mình đấy là cái khởi nguồn của mình khi có cơ duyên vào làm trong ngành audio. Thì đến bây giờ là mình đã làm khá là lâu rồi, và hiện tại thì mình vẫn đang trên cái con đường làm về những cái về âm thanh audio, những loại loa này, loại chép, loại chung, bát, rồi là các cái bộ lọc nguồn, phân tần, rồi các loại dây như dây loa, dây AV, dây ba lăng, jack 6 ly, các thể loại cứ liên quan đến audio, liên quan đến âm nhạc là mình làm hết. Đấy. Đấy là hiện tại bây giờ là mình đang làm rất là nhiều những cái đồ chơi âm thanh, để mong sao mang được những cái đồ chơi âm thanh giá cả hợp lý đấy, chất lượng, để mang đến anh em, những anh em người dùng, những em đam mê âm thanh đấy, dùng được những cái sản phẩm tốt đấy, để mang đến cho anh em được tiếp xúc những cái sản phẩm hay, sản phẩm tốt đấy, để cho anh em những cái bộ dàn nó được ưng ý đấy. Còn mình dần dần mình sẽ mang đến cho rất nhiều anh em mà có cái suy nghĩ của mình như ngày xưa, được mở mang thêm đấy, gọi là anh em trao đổi đấy. Thì hiện tại mình đang tiếp tục mang đến những cái sản phẩm về audio đến tay những anh em đam mê đấy, để phục vụ anh em những cái bộ dàn thật tốt với những cái giá cả nó vừa phải đấy, để tăng cái sự hiểu biết của mình lên đấy. Và đây là vài phút mình chia sẻ về cái quãng đường mình trải qua, cũng như là làm liên quan đến về cái ngành audio này đấy. Và để cho anh em hiểu là hiện tại mình vẫn đang tiếp tục phát triển và mang đến cho anh em những cái món quà âm thanh, những cái món quà audio ý nghĩa cũng như là tốt, giá thả, giá cả hợp lý để cho anh em cùng chơi đấy, cùng đam mê đấy. Và video em xin phép kết thúc tại đây. Thì anh em nào cần những cái bộ đồ chơi âm thanh như thế nào thì có thể là liên hệ trực tiếp đến em. Em thể tư vấn cho anh em chi tiết đầy đủ về giá thành cũng như là về chất lượng nó đem lại đấy, nó có hợp với cả cái giá thành mình bỏ ra hay không đấy. Thì anh em cứ liên hệ trực tiếp đến em, từ các loại loa, loại dây đấy, tín hiệu, rồi là các loại phân tần em đều có hết đấy, anh em chỉ việc liên hệ tới em. Và anh em cũng đừng quên like cũng như là đăng ký kênh cho em đấy, để
em thường xuyên ra những cái món quà âm thanh tốt đến anh em bốn phương nhá. Và video em xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào toàn thể mọi người.